Hello, xin chào nhà. Em lên có nhà một con đồng hồ Citizen The Clubhouse 1964 nha, size nó 40, dạ quay học tròn, chạy cơ chế 7 kim, bấm giờ thể thao nha, mặt hai lòng. Đó, kim này là kim thể thao 1 trên 20 giây nè cả nhà. Đó, kim dây rốn góc 9 giờ, còn đây là hai kim để mình đo bấm giờ thể thao cả nhà. Dạ quay học trò nha. Đó, dây của nó nè, đời mi, ở trong nó có đệm đeo rất là sướng nha, đáy xoáy đó của nhà Citizen nha cả nhà, chống nước 100 m nha. Đây dạ quang nè cả nhà, đó sáng nha cả nhà, dạ quang sáng luôn. Đây bấm giờ thể thao nè, dừng nè, reset nè, ô lịch góc 3 giờ, size 40 nha, dây rất là dài, em còn full mắt dây luôn nha cả nhà. Đó dây cực độc luôn. Đó, mình đeo vô tay rất là sướng, rất là êm nha. Cái này là nó đệm lên da mình đó. Đó, nè. Đó, dây là dây 20, thêm một mắt dây thành 21 luôn nha cả nhà. Đó, rất là ngầu, rất là độc nha. Citizen nha. Đeo là nó ôm sát vô tay mình nè, đã không? Đó. Hai khóa luôn nè. Nguyên rin nha cả nhà, full chức năng, kính đẹp, vỏ đẹp, nguyên rin rồi. Đó. Em mời cả nhà nha.